What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi khám phá một con bản phím mới của Inora. Thực ra đây là một cái bản nâng cấp khá là nhẹ từ một cái bản phiên bản cũ thôi. Đây là chiếc EK3104 Pro phiên bản Cherry Skydon. Vậy chúng ta sẽ cùng xem thử con bản phím này có những cái nâng cấp gì nhé. Ok, let's go. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy về bên ngoài của nó thì nó cũng không khác gì mấy so với những con bàn phím EK3104 bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái phông chữ của nó sẽ là màu xanh nhạt như thế này. Đây chính là màu sky blue, tức là màu xanh da trời đấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy tổng thể của nó sẽ là cái màu dolce, tức là cái màu đen pha với lại màu xám. Màu xám này sẽ là xám đậm hơn so với bản Pro nha các bạn. Phiên bản Pro thì màu xám của nó sẽ sáng hơn một chút. Và màu đen này sẽ là màu xanh xanh đen mà đen đậm, chứ không phải là xanh, không phải là đen tuyền, mà là nó là một dạng màu xanh đen đậm. Cái này thì các bạn nên tới trực tiếp để mình xem thì nó mới nhận biết được cái màu chính xác, còn quay lên video thì cũng khó mà ra được cái màu thật lắm. Rồi chúng ta sẽ nói thêm một chút thì con này vẫn là layer 104 phím, không có gì đặc biệt, vẫn là thể loại switch chìm như thế này, không lộ switch. Thì chúng ta vẫn có một cái bui cực kỳ chắc chắn đây, các bạn, nó rất là dày và nó rất là cọc, kiểu như dạng như là dành cho những anh thích sự đầm và chắc tay. Nó vẫn sẽ có những cái lẫy nâng hạ độ cao của phím và nó sẽ có hai lẫy luôn. Cái này chắc các bạn đã biết rồi, vẫn có ba đường đi dây, vẫn có những cái miếng đệm cao su rất là dày để cố định. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cọng dây cáp xoắn mà bọc dù rất là đẹp như thế này. Cái giọng dây cáp này thì có rất là nhiều người thích và cũng là như là không thích. Tại vì cái này còn tùy thuộc vào cái vị trí để bàn phím nữa. Có những cái người mà cái vị trí nó để quá xa so với CPU thì nó sẽ hơi ngắn và phải kéo ra, nhìn nó khá là mất thẩm mỹ. Tuy nhiên đối với mình thì một cái sợi dây như vậy là khá là vừa đủ, tại vì mình có rất là nhiều cái cổng nối dài USB xung quanh. Tiếp theo thì về cái switch của em này thì vẫn là switch của Cherry nha các bạn. Đó, switch Cherry của Đức. Chất lượng thì không phải bàn rồi. Con switch này thì nó rất là nổi tiếng về cái độ bền cũng như là cảm giác gõ rất là ngon so với những con switch tàu như các phiên bản của thằng EK. Thì có những phiên bản mà sử dụng switch Otemu thì không thể so sánh được với cái dòng switch Cherry này. Ngoài ra thì Inora còn tặng cho chúng ta thêm một cái cover bàn phím dùng để chống bụi nữa. Cái này rất là hữu dụng nha các bạn, đặc biệt là những cái bạn nào mà ở những cái môi trường thường xuyên bụi thì khi chúng ta không sử dụng, chúng ta có thể đẩy lên như thế này thì nó sẽ đỡ dơ hơn rất là nhiều. Rồi vậy cái điểm nâng cấp đáng giá của con này ở chỗ nào? Thứ nhất đó chính là chúng ta thấy cái bản này có cái bộ keycap rất là đẹp, cũng là PPT double shot luôn. Tuy nhiên thì cái phần màu ở phía trong của nó sẽ là màu xanh đó, như thế này. Thì đó, các bạn nhìn thấy đây là cái phiên bản double shot nhưng mà nó là double shot dày nhé, và nó sẽ giúp cho chúng ta cái cảm giác gõ nó cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và về cái mặt thẩm mỹ thì nó cũng đã nhìn nó đã khác biệt rồi. Và tất nhiên ở những cái nút dài, cái những cái nút mà nó có hai cái thanh stab trợ lực á, thì Inora đã có hỗ trợ lúc nhẹ cho những cái stab này để cho cái cảm giác gõ nó sẽ mượt mà hơn và nó đỡ lặt cặt hơn rất là nhiều. Và cái stab của con này đã được thay đổi là sang stab chuẩn của Cherry thì nó sẽ cho cái cảm giác chắc chắn hơn. Đây cũng là một cái nâng cấp cực kỳ đáng giá nha các bạn. Tại vì cái stab cũ của nó thì chỉ là stab clone thôi. Còn một cái nữa thì các bạn không thể nhìn thấy được ở phía bên trên cái mặt của cái bàn phím mà phải mở ra. Thì ở phía bên dưới giữa cái mặt PCB và cái ốp phía dưới thì nó sẽ có một cái mút tiêu âm rất là dày. Đó, mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Đó, nó cực kỳ là dày luôn. Và nó phủ hầu hết ở phía dưới đáy. Thì nó sẽ giúp cho cái tiếng của con switch gõ nó cũng sẽ đỡ bị vang và nghe nó sẽ đầm hơn rất là nhiều. Đây là một trong những cái tính năng mà chưa chắc những cái bàn phím đắt tiền mà nó đã trang bị cho các bạn, mà thường các bạn phải tự độ thôi. Và như các bạn đã thấy thì cái mặt của con Inora này cũng đã được nâng cấp lên một chút. Chúng ta sẽ thấy một cái bộ mặt nhìn rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Đây, nó sẽ không còn cái mặt như phiên bản cũ nữa. Cái mặt của nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đó là những cái điểm nâng cấp mình thấy rất là đáng giá của con EK3104 Pro Cherry phiên bản Skydon này. Và giá của nó thì khoảng đâu đó tầm 1,6 triệu thôi. Rất là ngon đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng gõ thử cho các bạn xem cái con bàn phím này nhé. Nó cực kỳ là ngon đấy.
Đó, như vậy là mình đã cho các bạn trải nghiệm thử xem cái cảm giác gõ của em này, thì phải nói là cái tiếng gõ của nó rất là đâm, và đặc biệt là những cái thanh stab như con này đây. Thì khi các bạn gõ vào cái thanh stab này, nó sẽ không còn cái hiện tượng đó là bị lệch hay là bị xông xên, tức là không còn nghe lọc sọc nữa, mà nó rất là chắc chắn rồi. Đấy. Do EK nó đã lúc sẵn stab và cũng như là thay đổi lại cái dòng stab, không còn sử dụng cái stab colon nữa. Ngoài ra thì có một cái tin vui cho các bạn, đó là nếu mà các bạn đặt hàng em này trực tiếp tại fanpage Boss Gear ở phía dưới link phần mô tả nhé, thì các bạn chỉ cần chụp hình để subscribe kênh Boss Gear thôi là các bạn sẽ được tặng một cái kê tay bằng da rất là ngon như thế này. Các bạn có thể lựa chọn màu xám nếu như mà các bạn thấy cái màu xám này đi hợp với keycap, hoặc là một cái màu đen như thế này. Về cái kê tay da này thì chất lượng cực kỳ ngon nhé, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, uốn dẻo và nó rất là êm. Cái kê tay này thì để đây khi mình kê lên mình gõ thì nó cho cảm giác đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều, và nó cực kỳ êm ái luôn. Cái kê tay này giá bán lẻ của nó là khoảng tầm 140 đến 150. Nếu mà các bạn đã subscribe kênh Boss Gear thì đây là một cái phần quà dành cho các bạn đã theo dõi kênh. Ok, như vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.